Sáng nay ra đường, vượt cái rét 8 độ C của Hà Nội để đến công ty, đôi tay chưa kịp hết cóng thì đôi tai đã phải nghe tin động trời. Đã có quyết định thưởng Tết, bỏ qua các loại căn cứ thì tính sơ sơ mỗi người sẽ được thưởng tầm 1 tháng lương. Mà 1 tháng lương của nhân viên văn phòng thì anh em biết rồi đấy, 5 củ khoai thì làm được trò trống gì. Cũng định bày tỏ quan điểm, kể lể hoàn cảnh này nọ, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị chốt hạ ngay. Thế giờ muốn nhận 1 tháng lương hay nhận bằng hiện vật? Mà công ty tôi làm truyền thông, thưởng Tết bằng hiện vật, chắc Tết này nằm nhà xem video cũng chưa hết anh em ạ. Nhìn lên công ty người ta, thưởng Tết đến cả tỷ bạc mà ham. Nhưng nhìn xuống cũng công ty người ta, thưởng Tết đúng 100.000 đồng thì cũng tự nhiên đỡ thủi thân chút chút. Té ra 1 tháng lương của mình cũng còn may mắn hơn khối người. Trên đây chỉ là một câu chuyện vui, nhưng nó đã phản ánh tương đối khách quan về câu chuyện thưởng Tết dịp cuối năm. Không chỉ là những chuyện thưởng Tết bằng hiện vật giờ khóc giờ cười, mà còn có cả sự khó hiểu trong số tiền thưởng Tết của các doanh nghiệp. Khi cuối tháng 12 vừa rồi, hầu như tất cả các địa phương đều đã công bố số liệu thưởng Tết. Theo đó, số tiền thưởng Tết cao nhất thuộc về lao động tỉnh Long An với 5,6 tỷ đồng, trong khi mức thấp nhất là những lao động ở Cà Mau chỉ với 20.000 đồng. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Mong chờ thưởng Tết bao nhiêu, khi nhận thưởng Tết lại buồn vui lẫn lộn bấy nhiêu. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch trong thưởng Tết như vậy? Anh em hãy cùng Mật Mã Địa Lý đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Chắc hẳn, ai đi làm thì cuối năm đều mong muốn được thưởng Tết. Về mặt tinh thần, đây không chỉ là món quà động viên, sự ghi nhận của công ty đối với nhân sự trong suốt một năm qua, mà ở góc nhìn khác, thưởng Tết sẽ là một khoản tiền kha khá, giúp người lao động giải quyết được rất nhiều việc trước nhu cầu Tết nhất phải mua sắm nhiều. Tùy từng công ty sẽ có những mức thưởng Tết khác nhau, nhưng tự chung lại, được cầm một cục tiền trong tay thì cảm giác cũng rất phê phải không anh em? Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó thì câu chuyện thưởng Tết mỗi năm đã chẳng có gì phải nói. Khi mức thưởng khác nhau ở từng công ty, từng địa phương trong cả nước mới là điều đáng phải bàn. Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến và người lao động cũng đã nhận được quyết định thưởng Tết của mình. Hầu như tất cả các địa phương đều đã công bố báo cáo thưởng Tết, nhưng sự chênh lệch đối với con số khủng khiếp đủ khiến bất cứ người lao động nào cũng phải giật mình. Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, mức thưởng Tết cao nhất đang thuộc về nhân sự làm việc trên địa bàn tỉnh Long An với mức hơn 5,6 tỷ đồng một người. Mật Mã Địa Lý xin nhắc lại là hơn 5,6 tỷ đồng một người, chứ không phải toàn bộ công ty anh em nhé. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, doanh nghiệp này đứng đầu hơn 800 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh về mức thưởng Tết. Đây là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các thiết bị tự động hóa và các bộ phận cơ khí. Được biết, nhân sự được thưởng hơn 5,6 tỷ đồng của công ty trên là một tổng giám đốc, có mức lương hàng tháng là 235 triệu đồng. Đây được cho là mức thưởng kỷ lục từ trước tới nay, cao hơn gấp nhiều lần mức thưởng bình quân trên địa bàn tỉnh là 7 triệu đồng trên một người, cũng cao gấp gần 5,7 lần so với mức lương cao nhất dịp Tết Quý Mão 2023 của cả nước hơn 1,004 tỷ đồng. Số tiền 5,686 tỷ đồng cũng cao gấp 15,88 lần so với mức thưởng cao nhất dịp Tết Quý Mão 2023 của tỉnh Long An 358 triệu đồng. Trong khi mức ghi nhận cao nhất là hơn 5,6 tỷ đồng, thì mức thấp nhất lại khiến nhiều người ngã ngửa khi chỉ có 500.000 đồng một người, áp dụng với những lao động có thâm niên đối với công ty dưới một năm. Tiếp sau Long An là Đà Nẵng với mức thưởng Tết cao thứ hai. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, trong tổng số 116 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là một doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng hơn 1 tỷ đồng một người. Cho những anh em chưa biết thì doanh nghiệp dân doanh là loại hình doanh nghiệp có vốn ngoài nhà nước do tổ chức hoặc cá nhân sở hữu. Cũng giống như Long An, khoảng cách giữa mức thưởng cao nhất và thấp nhất ở Đà Nẵng cũng là vô cùng khủng khiếp khi mức thấp nhất theo báo cáo chỉ là 200.000 đồng một người. Quảng Nam là địa phương về thứ 3 với mức thưởng Tết là 636 triệu đồng một người. Đó là 3 tỉnh thành có mức thưởng Tết cao nhất, trong khi mức thưởng Tết thấp nhất thuộc về Cà Mau với mức thấp nhất chỉ có 20.000 đồng. Trong khi đó, tại Hà Nội, so với năm trước, mức thưởng Tết cao nhất năm nay đã giảm gần một nửa. Nếu như năm 2023, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh, thì năm 2024, mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI với 205 triệu đồng một người. Còn mức thấp nhất năm nay ở các khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là 500.000 đồng một người. Từ đó, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng một người. Cùng với Hà Nội, thưởng Tết năm nay tại Bình Dương cũng giảm so với năm 2023. Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của năm nay ở địa phương này là 366 triệu đồng, thấp hơn mức thưởng của năm trước là 896 triệu đồng.
trong khi mức thưởng thấp nhất là 4,68 triệu đồng với lao động làm đủ 12 tháng. Trên đây là bảng xếp hạng theo địa phương, còn đối với riêng từng loại hình doanh nghiệp thì nhóm doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, có tiền thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 311 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 45 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 150 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng. Nhìn vào những mức thưởng Tết chênh lệch như vậy, người được thưởng nhiều không vui có mà lạ, nhưng người được thưởng ít chắc chắn là không khỏi chạnh lòng. Như đã nói ở trên, thưởng Tết không chỉ ghi nhận sự đóng góp của cá nhân đối với doanh nghiệp trong suốt cả năm, mà còn là một khoản giúp người lao động có thể trang trải được kha khá trong dịp Tết, nhìn đâu cũng cần tiền, đặc biệt là với những lao động thu nhập thấp. Nói thẳng ra là đi làm cả năm chỉ chờ vào mỗi khoản thưởng Tết mà thôi. Đó có thể là tiền mua cho các con những bộ quần áo mới, đó cũng có thể là tiền biếu ông bà nội ngoại hai bên, hoặc đó cũng có thể là tiền chi tiêu mua đào, mua quất, mua thịt, mua rau. Thậm chí, có những trường hợp, đó còn là tiền để mua những tấm vé máy bay, vé tàu, vé xe khách với mong mỏi được về quê ăn Tết. Vậy thì nếu thưởng Tết ít thì sao? Rất nhiều người đi biệt xứ hàng chục năm trời, Tết nào cũng mong mỏi thưởng Tết để về quê đoàn tụ với gia đình. Nhưng oái oăm một nỗi, tiền thưởng Tết còn chẳng đủ mua tiền vé xe cho cả một gia đình 4 người. Chẳng nhẽ lại người về người ở. Thôi thì ở cả, năm sau trông chờ thưởng Tết cao hơn để về quê vậy. Nhưng rồi, năm nào cũng nuôi hy vọng như vậy, bẵng qua một cái đã hơn chục năm trời, chưa một lần được về quê ăn Tết. Có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nghe câu chuyện về những công nhân nghèo, tiền thưởng Tết chẳng được mấy đồng nên chẳng dám về quê mà chạnh lòng. Bố mẹ chắc cũng chẳng để ý gì đâu. Nhưng chẳng lẽ đi cả năm trời, về quê lại không mua nổi cho bố mẹ bộ quần áo mới, không cho mấy đứa trẻ hàng xóm được vài cái kẹo, cái bánh. Ừ thì lực bất tòng tâm chứ biết làm sao. Có người con xa xứ nào mà chẳng mong Tết được đoàn viên cùng gia đình. Nhưng tiền đâu để về, trong khi thưởng Tết chỉ được vài đồng lèo tèo như thế. Doanh nghiệp thì luôn luôn có những lý do cho việc thưởng Tết cao hay thấp. Với những doanh nghiệp thưởng thấp, lý do luôn là năm nay kinh tế khó khăn, nhân viên phải cùng chia sẻ với doanh nghiệp, có đủ thứ căn cứ để xét thưởng Tết cho nhân viên. Nào là thâm niên đóng góp, năng lực, thái độ trong lúc làm việc. Những tiêu chí đánh giá này không sai, và bởi vì không sai nên người lao động cũng chẳng biết phải làm gì khi nhận được mức thưởng Tết thấp. Tệ nhất là một số công ty luôn canh me thời điểm cận Tết để sa thải nhân viên, với đủ loại lý do, nhưng kỳ thực chỉ để không phải trả một khoản thưởng Tết tương đối. Người lao động thấp cổ bé họng chẳng biết kêu ai, chỉ có thể tự bẽ bàng cho cả năm cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, cuối cùng đổi lại chỉ là vài dòng email sa thải. Đứng ở góc độ pháp luật, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động, nhưng hầu hết công ty nào cũng sẽ thưởng Tết, dù ít dù nhiều, bằng tiền, tài sản hoặc các hình thức khác theo quy chế đã công bố của doanh nghiệp. Ai cũng biết, mức thưởng Tết cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, địa phương khác nhau, mức thưởng Tết khác nhau, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, thưởng Tết cũng khác với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Và cũng như đã nói ở trên, tùy thuộc vào thâm niên công tác, mức lương, năng lực của mỗi lao động mà mức thưởng Tết cũng sẽ thay đổi linh hoạt. Dẫu biết rằng chi thưởng Tết theo đúng công thức, nhưng lòng không yên vì thưởng Tết kèm thưởng có sự bất bình đẳng mà lẽ ra không đáng có, nếu không muốn nói là không đáng phải có. Có rất nhiều đề xuất giải quyết thực trạng này, một trong số đó là chủ trương mức thưởng Tết như nhau, bất phân ngành nghề, chức bậc. Trên thực tế, đề xuất này đã thực sự được triển khai vào Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, khi Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thưởng Tết cho tất cả người lao động của trường cùng một mức giống nhau từ tạp vụ tới hiệu trưởng, chung mức 20 triệu đồng một người. Một công ty cổ phần tại tỉnh Quảng Trị cũng quyết định thưởng Tết cho tất cả mọi người trong công ty từ bảo vệ đến giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chung một mức 25 triệu đồng một người. Đây là một đề xuất được đánh giá là tử tế, khi thưởng Tết đều được chia ra, tất cả mọi người cùng vui. Xuất phát từ giá trị thưởng Tết, Âu cũng chỉ là một khoản thưởng thêm. Còn nếu dùng thưởng Tết để phân chia cấp bậc, thâm niên công tác, năng lực nhân sự thì có lẽ nên nhìn vào lương mà đánh giá. Trong một doanh nghiệp, ai cũng cố gắng làm tốt phần việc của mình. Dù năng suất mang lại có thể chưa như nhau, nhưng bảo người được thưởng Tết ít là vì chưa cống hiến đủ là cũng chưa phải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc thưởng Tết nhiều hay ít có thể gây ra tâm lý tị nạnh. Nhưng nhìn tổng quát, nó sẽ đánh giá đúng bản chất của doanh nghiệp, cũng như sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động. Ai làm nhiều thưởng nhiều, làm ít thưởng ít, đó là điều đương nhiên. Nếu chia đều tất cả, mọi người sẽ mang tâm lý đùn đẩy với suy nghĩ, ôi dào, làm nhiều làm gì, cuối năm vẫn thưởng Tết như nhau mà thôi. Nói chung, chăm lo cho người lao động có Tết, vui Tết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nói riêng, chuyện thưởng Tết cần tâm và tầm của các nhà quản lý để có quyết định hợp lý, nhưng cũng phải hợp tình. Về phía tổ chức công đoàn, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay,
hiện công đoàn tiếp tục nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có vấn đề việc làm, thu nhập, thưởng Tết cụ thể. Từ đó, huy động thêm các nguồn lực của toàn xã hội nhằm chăm lo tốt nhất cho đoàn viên và người lao động. Tổng Liên đoàn cũng đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết và dành một nguồn lực nhất định để có những phần quà thăm công nhân trên 63 tỉnh, thành phố với số lượng khoảng trên 19.000 phần quà. Mỗi phần quà gồm 1 triệu tiền mặt và khoảng 300.000 đồng bằng lương thực cũng như các sản phẩm thiết yếu cho đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở căn cứ vào nguồn lực tài chính của mình và nguồn kết dư của các năm trước để tính toán một cách phù hợp theo nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại đơn vị mình nhằm chăm lo Tết. Bên cạnh đó, công đoàn cũng dành một nguồn lực khoảng trên 500.000 tỷ đồng để chăm lo cho trên 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt, mỗi suất là 500.000 đồng. Những hành động thiết thực như thế này rất nên được các doanh nghiệp áp dụng. Câu chuyện thưởng Tết cũng phải cần sự chia sẻ lẫn nhau từ cả phía doanh nghiệp và người lao động để tìm được tiếng nói chung, để người lao động yên tâm cống hiến, nâng cao năng suất lao động. Anh em thân mến, thưởng Tết đã là một câu chuyện cũ, nhưng cứ dịp cận Tết, năm nào nó cũng được đưa lên chia sẻ, bàn luận. Với những người thưởng Tết cao thì vui rồi, không nói. Nhưng với những người lao động nghèo, làm quần quật cả năm, chỉ trông chờ vào khoản thưởng Tết, mà khi thưởng được mỗi bà cọc 3 đồng, thì ai mà chẳng thất vọng. Tết là dịp để nghỉ ngơi, để vui vẻ, chỉ mong sao dù thưởng Tết ít hay nhiều, ai ai cũng có thể về nhà ăn Tết với gia đình. Còn công ty anh em, năm nay thưởng Tết bao nhiêu? Hãy để lại bình luận phía dưới video và đừng quên bấm đăng ký kênh, ấn theo dõi để nhận thông báo về video mới nhất của chúng mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!